Trần Việt Kheo Na TV xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi có dịp tiếp xúc với Thượng tọa Thích Minh Nguyên của Thiền viện Minh Đăng Quang tại thành phố Charlotte để tìm hiểu về cái buổi lễ đại lễ Phật Đản vào tuần tới là 25 và 26. Sau đây chúng tôi có dịp tiếp xúc với Thượng tọa sẽ cho biết về cái buổi lễ như thế nào với đến tất cả các Phật tử tại thành phố Charlotte nói riêng và toàn Đồng Khoai Nam nói chung. Xin kính chào Thượng tọa. Xin Thượng tọa cho biết rằng là tại chùa Thiền viện Minh Đăng Quang vào tuần tới có tổ chức hai buổi lễ thì gồm có những gì, và xin bạch thầy gửi đến cho tất cả các Phật tử khắp nơi trên tiểu bang North Carolina. Thưa thầy, trước tiên chào anh Việt của North Carolina TV và kính mời quý Phật tử Thiền viện Minh Đăng Quang tổ chức đại lễ Phật Đản 2024 vào ngày 25-26 tháng 5 năm 2024 hoặc thứ bảy chủ nhật tuần tới. Mời quý Phật tử về tham dự đại lễ. Thứ bảy thì có chương trình ca nhạc từ 6 giờ đến 11 giờ và sau đó lễ hội hoa đăng lúc 11:30 và chủ nhật là lễ chính từ lúc 11 giờ. Mời quý Phật tử về tham dự. Cái buổi ca nhạc có mọi Phật tử đến đó có cần mua vé hay không, hay là đến free và thức ăn như thế nào thưa bà thầy? Không có mua vé, ta tới đó là được free. Thức ăn thì chùa có phục vụ, thì quý Phật tử ủng hộ thức ăn chay của chùa để mà lấy tiền để trả tiền ca sĩ. Còn thì có ca sĩ Đâm Hồ và ca sĩ Kỳ Phương Uyên và cùng Joseph ca sĩ địa phương có Trọng Hải làm MC. Khán giả được biết rằng là Thiền viện Minh Đăng Quang hàng năm có cái đặc biệt là tổ chức hội hoa đăng. Thì xin bà thầy cho biết là cái hội hoa đăng nó như thế nào và làm lễ như thế nào và rút vào lúc mấy giờ thưa bà thầy? Lúc 11:30 PM hội hoa đăng. Thì đặc biệt ở chùa Thiền viện Minh Đăng Quang năm nay nó khác hơn mọi năm là mình đi một vòng xung quanh chùa rồi mình thải xuống hồ, nhưng mà năm nay mình đi một vòng ở quanh chùa và vào chánh điện để mình làm lễ niệm Phật khoảng 15 phút. Trước khi rời máy, xin bạch thầy gửi đến những lời mà chúc cho đến tất cả bá tánh trên thế giới được bình an thưa bạch thầy, và kêu gọi quý Phật tử đến chùa để mà tham dự ngày đại lễ Phật Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhân mùa Phật Đản. Chúc quý Phật tử ở trên toàn thế giới được thân tâm thường an lạc và chấm ánh hào quang của mười phương chư Phật, và trong mùa lễ Phật Đản chúc mọi người được an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc gia đình anh luôn khỏe mạnh, vạn sự như ý. Cảm ơn bạch thầy rất là nhiều. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi với Thượng tọa Thích Minh Nguyên. Xin quý khán giả và Phật tử khắp nơi hãy cùng đến Charlotte vào ngày 25-26 tháng 5 là tuần tới thứ bảy chủ nhật để mà tham dự lễ hoa đăng và đại lễ Phật Đản Phật lịch 2024, Phật lịch thì 2568. Cảm ơn quý giáo giả đã theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi. Trần Việt tường trình từ thành phố Canapolis, North Carolina.